Hôm mình đang phiền đảng cháu dỗ bẻ vùng rau thì nói thỉnh đói vô nhà ni môn cắn nhà môn cắn cũng bảo bạn ho tớ đi bộ tiêu giờ có với cái môn tài bạn chứng tăng ho thẳng thằng đấy đã khá tiếp giờ vùng rau dỗ bẻ thỉnh đói nào này thì tiến sáng rồi mà che tiến mà sáng tôi nó vẫn phiền đã vẫn mang trang video quá nó còn thành cố gắng văn hóa bố cùng bảo văn hóa giờ hong lưới giống cộng đồng man giống cộng đồng man giờ thì muốn thành dắt mấy tiểu nên quý sẽ là sáng ngay mình được bé tiếng đòi mùng bê còn hoa thanh là chào bắt đầu là bố như ho như bố như ho về là nhờ tiếng đòi chữ chữ khó mùng được là như thế ho bố sám ngành sám thanh xin kiáng tỏ đi rau ngàn bắt kén rau nhì bắt mặn sâu bá làm phản bóng vuông thanh chóc kéo xí giang đành sinh táo ra đành dòng cống tá hoài xuống dòng kéo xí dồn dòng dòng nhăn cũng kiáng thì nơi xé nó còn lại là nó nhích nhích nó xỉn bằng to sẽ nó làm và xỉn nếu mà thằng thằng sang dòng nhăn cuốn kiáng chùy chá phêu tắc hầu giảng xây nhằn tá tắc hầu kéo chí tắc đăng lại nhằn sột mì lại kéo rí sột lại rau giang cổn vu giang cổn sâu bá dẹt sổng cổn giang đạch mày và đành dầu lại ngánh xếp là cũng thành man gọi là cũng nai tí thêm và tiếp anh man chính là thao phật văn hoa chẳng thao tranh ngọt những hoa thảo dầu lai ngánh xếp trở vì chất giang trọng ra sáng cái thì cách còn đâu là văn hoa còn đâu đây dồn dồn lai kiáng thanh quẩy giang bản tối giang ngón chếm đau đù dẹt đau đù nhì đau đù sảm đau đù hi bắt dầu dồn đi dầu đầy xí màu nhằn tại lai sẵn sạc thanh ý đi dầu đầy xí màu nhằn tái lại đấy nó gọi màu nhằn nó gọi là đầy xí màu nhằn nó gọi bạn cái chuỗi sáng là đầy xí màu nhằn là nhìn thâu nhằn thâu nhằn và té là ai nên là ai là đầy xí nhìn thâu nhằn đấy tái lại là bạn chú phải sáng tập giấy như là cũ nó gọi thành là to đấy nó gọi nhiều cần cố gắng chịu khó như mùng tản xạ long ý sâu bài ngã kiến giờ bắt phu này chăn chảo sâu có ngành mà đầu quây bái dẹt chìm dẹt bái đè mồm dòng cống dồn dồn lại kiến nhi chếm nhi bái đề mùng dòng cống dồn đu lại lòng nhá lại bạc ấy các ông hay lòng thầu nhi đó má là tê lại bạc là này thì canh là tuần béo thì ấy mua cái chán gọi hay lòng thầu đề mùng dòng cống dồn lưu lại lòng sảm chếm sảm bái thành giang cấu đài giang bấu màn hón ra ghi cắt thai cá thì dễ sẽ Dạ thì à. ồ cá rồi cá tao đây rồi cá cá đi thêm Gì?
giang cấu đại giang bổ man ổn gia kỳ cạch thai dịch nhanh trăm bãi màn nhanh đo lanh sảm sảm chó bãi lết thịt đánh chấm chán quẩy chọc con đai mèo chọc con đéo mèo ghi ma bữa sống ghi ma đang tùy chéo ngang cảnh sân ghi ma cọc on cọc truy mèo mồn đầu nạp di dạng đấy là sự sáng ngành. Sáng sáng ngành là nhá là cần hơi cần khấm khạc và chỉ thích là cần ho ngon là cần cần to mần mặn đấy mà cần ho to cắn cần to cắn ngon là cảm tối cần to mần mặn ngon là to là đang cành nó sáng ngành sáng thanh tìm kiếm to đi đầu ngàn vật kiến rất nhiều mần mặn đấy cảm ơn sáng sáng là đang nó tối các bạn cứ sám ngành sám thanh tính kiến tỏ đi giàu ngàn bắt kiến giàu nhì bắt mặn đằng nán nó gọi bản họ bản bản to là nó rõ bản đấy đời là đăng nó gọi bản võ bản xếp bảy giờ ví nó cũng thao đấy cho hạn giang trọng ra sám cai thì trách cộng đầu tranh có bản vì to lão nó gọi bản giang trọng ra sám cai thì trách cộng đầu sẽ mà sang bản cứ về họ năm nay năm năm đời là đăng đó nó gọi là bản sáng tú giờ đi môn phần nào vẫn họ thằng ấy mà họ thằng ấy là thằng bầu nó họ phần phần nhất tăng lên thằng đình phần nó là thằng ấy là thằng anh thằng thằng ấy xì giảm đấy thì du sở thằng anh giờ đi môn nó là đơn hàng là thằng đấy thì du nên là thằng bầu là phần họ thằng đấy thằng sáu đấy nó là mày đấy rồi có đến môn kho thao tí rồi cắn mày thao á chúng cô phân tích tăng đấy mục tiêu họ nên làm phát giáo giờ trả thao tí đi về trả thì ô trả thao đấy về lập thăm cảnh và nó sẽ thì tranh nên là lập thăm đăng đồ trả tiền lô trả đây nhé trả mang đấy thăm đang chán người ấy thì ba nhây tranh thì chán nó gọi là mấy mốc giá cho nên bốc cờ không nên nó gọi là mấy chán nên cái nhá này nó cắt tỏ nó hơi thế nó gọi là thăm đang nên là cái nhá này đấy nó gọi là chán lại để chán nhây nổ nó mới mang chán thì nó lù chán cái chán quá chán chán nên mà đó nó có nó đấy thăm rồi cành và tì cảnh chả cái lối lùi tại chả thầu thầu là ba đăng đây chả cái là ba đăng đây nè là ba đăng đấy mà chứ chả này đây là ba còn chả này đấy không nó phịt nè phịt ở trên đài đấy như nói phịt nào đấy giờ để nó giá già như lao chứ thằng ngẫu lao chứ mệt nấy que bình chú kiện đánh đấy nè giá thằng nó ba đang để mang ra kéo lại phết ở trên cái mù tăng cái đít tới phết cái lòi đàn đau đau tí nó có tăng cù nước mua thuyền nó có ấy thì đâu giờ thầu nó cọt đang đây này nó cọt đang thì mang đây mà chơi hôm nay giá cọt đang mười mang bơ mang nhắm phút giá về giá lúc lộn năm thời mới mang năm thời đấy nên giá năm lộn tại mình mang năm sạm đó ừ.
Và nó lũ lùi tại nó mười mang nó mười mang nó thầy. Còn đang rõ xíu cái má này Kéo lại. Chán con này ngán rồi đấy. Nó co răng rồi. Bạp chai đúng không? Đây có. Đây có, đây có, đây có. Đây có, đây có. Như ba bị chán mình hốt chán lại chán nên là hơi hôn hốt chán cũng khá. Chán nó mọc bình đang còn nó nhốt đang cả thấy không như vậy. Chứ khó khăn, chứ khó khăn nên này nó chẳng lắm. Chẳng lắm. Rồi đấy thì cho thằng cái trả gai, thằng cứ mang cái trả gai nó cái tranh là thằng nếu muốn còn thò cầm thò dù cần dù sáng ngày giờ nó gọi là thằng bờ bàn bàn chứ thò thằng sáng ngày phá sáo giờ cái tranh cần 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 mình cắm trâu được vẻ tiếng đó tiếng đòi đấy giờ kênh YouTube giờ các bạn mình cố gắng chịu khó nhất nên mình họ nhất kênh họ vần vần thì mình họ vô chào được vẻ thằng cô vẫn vẫn tiếp còn tiếp vô.